Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin về việc một vụ cướp xảy ra tại Tiền Giang vào chiều tối ngày hôm qua. Đến chiều nay, cơ quan công an vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt nghi phạm. Thông tin nhận diện và chân dung ban đầu về đối tượng cướp ngân hàng đang được xác định. Theo thông tin ban đầu, vụ cướp ngân hàng xảy ra vào lúc 13:45 ngày 25 tháng 9, khi phòng giao dịch ngân hàng Agribank, khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mở cửa hoạt động, thì một người đàn ông đi xe máy hiệu Yamaha Exciter màu đen không biển số dừng trước cửa phòng bước vào. Đối tượng đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang và mang ba lô màu đen. Khi vào trong, người này cầm một vật dụng nghi là súng tự chế, yêu cầu đưa tiền. Ngay lập tức, nhân viên và bảo vệ chi hô nên người này nổ một phát súng và chạy ra xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại khu vực này nhanh chóng tiếp cận vận động, kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch. Lực lượng cảnh sát vừa vận động, thuyết phục nhưng cũng vừa răn đe đối tượng. Sau đó, đối tượng đi ra ngoài, leo lên xe máy tẩu thoát, vứt lại hiện trường vật giống súng tự chế. Ngày hôm nay, các trang mạng xã hội cũng đăng tải hình ảnh và thông tin ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra cướp ngân hàng, có người tử vong tại hiện trường. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương khẳng định không xảy ra vụ cướp ngân hàng mà nguyên nhân nạn nhân bảo vệ ngân hàng tử vong do bị cảm. Vâng ạ, và qua điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận thấy là không có các dấu hiệu hình sự hay là tác động của ngoại lực, nên sau khi làm xong các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.